Chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nên mình tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em. Nội dung trong video lần này là cách chạy giờ của kênh Phạm Tâm Vlog để đạt được 4.000 giờ xem, đủ điều kiện gửi đơn và kiếm tiền. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo nghe anh em. Thực sự mình không phải là một chuyên gia trên cái lĩnh vực này, chỉ đứng ở góc độ là một người bắt đầu tìm hiểu về YouTube. Mình thấy cách làm này hiệu quả nên mình chia sẻ lại cho anh em. Bây giờ mình xin được bắt đầu. Đầu tiên mình làm một cái video 10 giờ. Hiện tại cái video này đang ở trên kênh của mình luôn nha anh em. Thứ hai là mình đã có trên 50 cái Gmail cho mình tự tạo. Và thứ ba là mình sử dụng laptop để chạy giờ. Trên laptop thì mình tải 10 cái trình duyệt, tương ứng với hơn 50 Gmail của mình. Mình cũng là công nhân thôi nghe anh em. Làm công ăn lương, ban ngày thì không có rảnh đâu, chỉ chạy giờ vào ban đêm. Khung giờ của mình là 19 giờ cho tới 5 giờ sáng. Mỗi lần chạy giờ mình mở 10 tab cùng 10 cái Gmail. Sau khi chạy xong mình xóa tất cả lịch sử luôn để chạy cho lần sau. Trung bình mỗi ngày mình được 100 giờ. Lần sau chạy giờ đổi 10 Gmail khác và tiếp tục chạy. Mình thay đổi Gmail sau mỗi lần chạy nghe anh em. Có nhiều anh em khác chia sẻ là phải đăng xuất hết Gmail hoặc là chạy ẩn danh gì đó. Riêng mình chạy bằng cái tài khoản Gmail của mình. Tới đây chắc nhiều anh em thắc mắc là giờ có được tính hoặc là giờ có bị tuột hay không. Mình cũng xin chia sẻ là khi mình chạy như vậy, qua nhiều ngày giờ vẫn tính nghe anh em. Mình cũng nhận thấy thỉnh thoảng có ngày giờ cũng có tuột, nhưng thật sự mình thấy là không đáng kể. Và điều mình muốn nói với anh em là mình chỉ chạy bằng một cái địa chỉ wifi thôi, là wifi của gia đình. Rồi, đó là cách một mà mình chạy giờ. Bây giờ mình chia sẻ cách 2 mà mình làm cho anh em để anh em tham khảo nè. Để đạt được điểm đến là 4.000 giờ trong vòng 10 ngày, mình tương tác với 3 anh em và mỗi anh em đều thực hiện như cách 1. Trung bình mỗi ngày mình được 400 giờ và 10 ngày là 4.000 giờ. Và cứ thế lần lượt từng người 40 ngày, tất cả 4 anh em đều được 4.000 giờ hết. Và đó là cái cách làm của mình. Nếu anh em thấy hiệu quả thì làm theo, còn không anh em cứ cho qua nghe anh em, tìm cách khác hiệu quả hơn. Và mình được bật kiếm tiền sau 2 lần gửi đơn thất bại nghe anh em. Lần thứ nhất thì bị báo lỗi là về tiêu đề gây hiểu lầm, và lần thứ hai là sử dụng lại nội dung. Câu châm ngôn mà mình tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm YouTube của mình đó là: bạn thật sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng. Mình xin được dừng lại nội dung ngày hôm nay. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.